Đường chân sinh số 9, con đường rồng, đổ bê tông chiều dài 40 mét với hơn 100 khối lượng đất đá này là một trong những con đường dân vận khéo do 9 người dân khu phố 4, phường 2, thị xã Quảng Trị góp của chung sức xây dựng nên. Trước đây, khu vực này là ao hồ thấp trũng, muốn xây dựng đường giao thông kết nối hai xóm cần số lượng lớn đất đá, ngày công và đặc biệt là nguồn lực đầu tư. Hiểu được những khó khăn đang gặp phải, cùng mong muốn nhanh chóng mở đường phục vụ việc đi lại và tạo cơ hội cho sự phát triển của địa phương, cấp ủy khu phố 4 phường 2 đã nhanh chóng bắt tay đến từng xóm, gõ cửa từng nhà tuyên truyền vận động và kêu gọi sự vào cuộc của người dân. Sau khi được chủ trương của lãnh đạo thị và phường đồng ý cho tiến hành xây dựng con đường dân sinh số 9 này thì khu phố đã tổ chức vận động nhân dân đóng góp để là xây dựng con đường này. Với tinh thần của con em trong khu phố, người dân khu phố thì cũng không có được nhiều, nhưng mà có thì tôi phải hỗ trợ là vài xe đất nền, rồi là tinh thần mình lùi tới, rồi có đồng viên anh em để làm khi trụ bê tông, đổ bê tông, đâm nền, bắc cống để như thế nào để cho con đường nó được đảm bảo. Từ người già đến người trẻ, người có của góp của, người có công góp công. Ban đầu là 3 xe đất, tiếp đến là 1 triệu, 2 triệu đồng, cho đến hàng trăm mét khối đất đá, hàng trăm ngày công. Sau 6 tháng thi công, con đường dân sinh số 9 đã hoàn thành với chiều dài 40 mét, tổng trị giá trên 200 triệu đồng, mang đến sự thuận tiện, niềm phấn khởi trong nhân dân. Ở đây thì có một cái đoạn đường hết sức là thuận lợi, mục đích là để giao lưu xóm này với qua xóm kia, cho con trước đây cả cái hồ là không đi được, để khi hội họp rồi nhất là những cái ngày Tết thì thăm hỏi nhau để mà giao lưu với gia đình này gia đình khác. Cho sau trước đây là cái đoạn đường này thì chưa có là rất là khó, phải đi vòng quanh ra thấu ngoài đường nhựa kia mình đi vào, thì ở đây là cái đoạn đường này là hết sức là thuận lợi cho bà con ở nhân dân khu phố 4 chúng tôi. Không chỉ đường dân sinh số 9, trên địa bàn thị xã Quảng Trị còn xuất hiện thêm ngày càng nhiều những con đường dân vận khéo. Đó là những con đường sáng xanh sạch đẹp, con đường hoa yêu thương. Những con đường không chỉ tô điểm thêm sắc màu đô thị mà còn cho thấy hiệu quả của công tác dân vận khéo, thực sự tỏa rộng, thẩm sâu, lấy sức dân, làm đẹp cho dân, góp phần xây dựng đô thị thị xã ngày càng văn minh, hiện đại.